Siêu phẩm tủ lạnh Hitachi 735 lít, model mới nhất đến từ hàng nội địa Nhật, model RWXC74T. Còn X ở phần đuôi chính là ký hiệu cho màu là màu đen gương các bạn nhé. Nói về mẫu 735 lít thì chúng ta không còn xa lạ gì nữa. Thế nhưng đây chúng ta phải nhấn mạnh là model mới nhất của Hitachi hàng nội địa Nhật các bạn nhé. Thường thường chúng ta thấy thị trường chúng ta chỉ bắt gặp ở model là 74S thôi đúng không ạ? Tại vì model 74S là sản xuất trong năm 2021 và năm 2022. Còn con 74T này thì nó sẽ sản xuất đến năm 2024 các bạn nhé. Hiện tại đang là năm 2023. Thì mẫu 74T này nó sẽ sản xuất đến năm 2024. Đấy là cái điều tôi muốn nhấn mạnh. Nghĩa là đây là model mới nhất đến từ hàng nội địa Nhật, đến từ thương hiệu Hitachi. Và model này hiện tại bây giờ ở thị trường đang bán đâu đấy là khoảng 80 triệu. Và trong clip này thì kho Nhật Bùi sẽ bán 3 tủ với mức giá ưu đãi tri ân khách hàng, rẻ hơn thị trường gần 10 triệu. Và mức giá cụ thể là bao nhiêu thì chúng ta sẽ chờ đợi đến cuối clip các bạn nhé. Đấy, để tri ân khách hàng 3 tủ thôi các bạn nhé. Nếu chúng ta đang có nhu cầu về mẫu tủ to này thì chúng ta hãy theo dõi clip này của tôi. Đó, để chúng ta có thể sở hữu mẫu tủ này với một mức giá ưu đãi chưa từng có tại kho Nhật Bùi Huy các bạn nhé. Đấy, chúng ta nhìn thấy thì mẫu tủ này bao nhiêu năm rồi, nó thiết kế vẫn vậy thôi. Đấy, màu đen gương các bạn ạ. Màu đen gương với dung tích 735 lít thì là một dung tích lớn nhất đến từ thương hiệu Hitachi và cũng là dung tích lớn nhất đến từ hàng nội địa Nhật. Mẫu tủ này thì được trang bị chiều ngang lên đến 88cm các bạn ạ. Chiều ngang to như vậy chúng ta nhìn cái tủ rất là bề thế. Và khi chúng ta để vào trong hộc tủ bếp chúng ta thấy nó mới đẹp đúng không ạ? Rất là đẹp luôn, như một tấm gương to ở trong nhà phản chiếu lại cái nội thất của chúng ta và làm cho không gian nhà chúng ta rộng hơn. Đó, và tất nhiên rồi nó có một cái điểm yếu là nó hơi bám bẩn, chúng ta phải chịu khó chúng ta lau chùi một chút. Những ai mà khách hàng đã dùng mẫu này rồi thì biết đúng không ạ? Đẹp thì đẹp thật đấy, thế nhưng mà rất là bám bẩn. Đấy, thì chúng ta chịu khó lau. Thế bên ngoài thì không có gì là đáng lưu ý. Chúng ta thấy là ở đây vẫn được hãng trang bị một màn hình cảm ứng. Đây, menu ở đây. Và chúng ta ấn thì nó sẽ hiển thị lên khu vực này để chúng ta điều khiển. Khu vực dưới này vẫn được hãng trang bị hai cửa mở điện trợ lực các bạn nhé. Còn các cái tính năng thì nó sẽ tối ưu và ưu việt hơn thôi. Đã cho chúng ta cái công nghệ bảo quản đồ ăn được tốt hơn. Đã tiết kiệm điện hơn. Chúng ta cùng xem cái nội thất của nó các bạn nhé. Về cơ bản thì nội thất của nó thì tôi nhìn thấy nó cũng không khác biệt nhiều. Hai khay trên này vẫn là hai khay kính chịu lực. Chỉ có một cái là mở ra nhìn hơi choáng ngợp. Đã, hơi choáng ngợp một chút tại vì nó to. Nó rất to các bạn ạ. Siêu to khổng lồ luôn. Đây gọi là gã khổng lồ hàng nội địa Nhật đấy ạ. Cực kỳ là to và rộng rãi luôn. Chúng ta để đồ ăn thì cứ gọi là thoải con gà mái luôn. Với con tủ to như này thì chúng ta để đồ ăn không những là được nhiều mà chúng ta lấy đồ ăn còn dễ hơn các bạn ạ. Nó không bị che khuất nhau. Đấy, rất là tiện lợi. Khoang trên này chúng ta sẽ để đồ ăn chín, nước uống và quả các bạn nhé. Được trang bị công nghệ cấp đông mềm này. Đấy, và hút chân không công nghệ kép ở khoang này. Đấy. Đây là sách hướng dẫn. Với những cái năm tiếp theo thì hãng họ cũng sẽ đưa ra một cái mẫu tủ nó sẽ hoàn thiện hơn về các cái công nghệ, đánh giá công nghệ thì vẫn thế. Thế nhưng độ hoàn thiện sẽ cao hơn là những mẫu tủ trước của nó, những sản phẩm đời trước của nó. Dưới này thì vẫn là một ngăn đá rơi và một ngăn đông nhỏ. Người ta gọi là thừa giấy thì vẽ voi đấy. Có nghĩa là với cái không gian nó rộng như vậy thì hãng trang bị cho chúng ta thêm một cái khoang này. Khoang này gọi là khoang để kem ở trong khoang đá rơi. Với cái việc mà trang bị cái khoang để kem này hoặc là để sữa chua như này thì chúng ta có thể tận dụng để chúng ta để khoang này, còn bên này chúng ta có thể để đồ ăn luôn, thịt cá. Đó. Khác với các mẫu tủ nhỏ thì nó có một cái điểm như thế này. Đây là khoang để đá này, còn khoang bên này là một khoang đông nhỏ chúng ta để kem, sữa chua hoặc là chúng ta để đồ ăn cũng được, tùy chúng ta theo nhu cầu mục đích sử dụng. Ở bên dưới này thì vẫn là một khoang đông lớn và được trang bị công nghệ cấp đông nhanh. Với công nghệ cấp đông nhanh này thì chúng ta sẽ làm đông thực phẩm cực kỳ nhanh ở trên cái khay tô này. Đó, và nó sẽ bảo quản thực phẩm được lâu hơn mà không bị mất chất. 735 lít, không hổ danh là gã khổng lồ trong giới tủ lạnh hàng nội địa Nhật, cực kỳ to và rộng rãi luôn các bạn ạ. Nếu như ở những cái mẫu 600 lít chúng ta để được nguyên con lợn thì ở mẫu này chúng ta có thể để nguyên con trâu luôn. Rất là rộng. Bên dưới này sẽ là một khoang rau. Khoang rau thì sẽ để được nguyên cả vườn rau ở trong này luôn. Siêu to khổng lồ, nói vui vậy thôi nhưng mà nó rất là rộng các bạn ạ. Thoải mái để đồ. Với những bà nội trợ, những cái chị em mà thích vấn đề về nấu bếp ấy thì những con tủ to như này là thiên đường để cho chị em thể hiện đấy.
cực kỳ là đẹp. Đến cái phần quan trọng nhất là phần giá, thì mẫu tủ Hitachi 74T là sản xuất năm 2023 và năm 2024. Mẫu tủ mới nhất này thị trường đang bán 80 triệu, và trong clip này sẽ có 3 mẫu tủ, 3 tủ, số lượng là 3 cái đấy, và được Kho Nhật Bùi Huy bán cho các bạn với mức giá là 72 triệu các bạn nhé. Bao giá toàn quốc nhé, bao giá toàn quốc cho bạn luôn. Chỉ bán 3 cái để tri ân khách hàng ở mức giá này. Các bạn hãy nhanh tay liên hệ với tôi để được hưởng giá ưu đãi nhé. Các bạn hãy tiếp tục theo dõi các clip tiếp theo của tôi để xem những cái siêu phẩm mới về tại Kho Nhật Bùi Huy các bạn nhé. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong clip lần sau.